Khi xuất hiện ca mới trong cộng đồng, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết để dập dịch và nhanh chóng ổn định tình hình trên huyện đảo. Ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại huyện đảo Lý Sơn được ghi nhận ngày 31 tháng 10 là một em học sinh 14 tuổi, trú tại thôn Tây An Hải. Trước đó, ngày 26 tháng 10, em học sinh này có tiếp xúc với bệnh nhân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Thì lúc đầu xuất hiện người dân vẫn bỡ ngỡ nên hoang mang lo sợ, nhưng khi các lực lượng chức năng quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể của huyện và các thôn đã đi vận động tuyên truyền, người dân hiện tại đã ổn định và người dân đã bớt hoang mang hơn. Công an huyện Lý Sơn, lực lượng y tế và chính quyền địa phương đã triển khai công tác truy vết khoanh vùng hẹp trên 100 trường hợp tiếp xúc gần với các ca F0, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội cho các khu cách ly, phong tỏa. Khi các ca dương tính xuất hiện trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của lãnh đạo đơn vị, cán bộ chiến sĩ đã đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Lý Sơn cách đất liền 15 hải lý là hòn đảo du lịch nổi tiếng của cả nước. Hai năm qua, ngành du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đảo đã bị ngưng trệ vì COVID-19. Cũng trong hơn 2 năm qua, ở đây chưa có ca mắc COVID-19 nào nhờ khoảng cách địa lý với đất liền. Bà con cũng như nhân dân trong khu vực mà đang có dịch bệnh thì rất là chấp hành tốt về vấn đề phòng chống dịch, thực hiện tốt 5K của chính quyền địa phương tại cơ sở, cũng như là thực hiện theo chủ trương và chính sách phòng chống dịch bệnh của cấp trên đưa ra. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các khu vực cách ly, phong tỏa, chính quyền địa phương cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không hoang mang, tích trữ lương thực, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu trên đảo. Tiếp theo là cập nhật một số tình hình dịch bệnh trên thế giới. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 tại một số nước Đông Nam Á vẫn rất phức tạp, buộc Singapore phải trì hoãn thời gian mở cửa trở lại, trong khi quốc gia láng giềng Malaysia cũng đang ghi nhận tỷ lệ tử vong tăng cao ở những người chưa tiêm chủng. Theo Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, tính đến hết tháng 10, nước này chỉ ghi nhận dưới 200.000 ca mắc với 407 ca tử vong vì COVID-19. Cả tỷ lệ ca bệnh và tử vong đều thấp hơn rất nhiều so với nhiều nước trên thế giới. Song Singapore vẫn phải cảnh giác trước những diễn biến bất ngờ của dịch bệnh. Vì thế, Singapore có thể sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế thêm vài tháng nữa. Tại Malaysia, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10, có tới hơn một nửa số người tử vong vì COVID-19 là do chưa tiêm chủng và gần 20% mới tiêm một mũi. Kết quả này một lần nữa cho thấy hiệu quả bảo vệ hữu hiệu của việc tiêm chủng và tiêm chủng đầy đủ trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch COVID-19 hiện nay. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11, Campuchia đã mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho nếp sống mới sau khi đã đạt gần 90% mục tiêu tiêm chủng toàn dân. Đây cũng là một trong những quốc gia có độ bao phủ vaccine cao nhất châu Á. Quyết định của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra sau khi thống kê cho thấy tính đến ngày 30 tháng 10, Campuchia đã tiêm chủng ít nhất một liều cho gần 86% trong tổng số 16 triệu dân và tiêm nhắc lại 2 mũi vaccine. Ngày 1 tháng 11, quốc gia này cũng bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho 300.000 học sinh 5 tuổi. Tỷ lệ tiêm chủng của Campuchia được đánh giá tương đương với Singapore. Campuchia cũng sẽ mở lại 3 địa điểm du lịch để đón khách đã tiêm chủng bắt đầu từ cuối tháng 11. Thời gian cách ly được giảm xuống còn 5 ngày tại Sihanoukville, Korong và Kokong. Bên cạnh đó, thì Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm ở Mỹ vừa thông báo rằng cơ quan này cần thêm thời gian để đánh giá về rủi ro viêm cơ tim sau khi tiêm với hãng dược Moderna của Mỹ. Quá trình đánh giá để đề xuất sử dụng vaccine Moderna cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi có thể kéo dài tới tháng 1 năm 2022. Viêm cơ tim và một rủi ro liên quan khác là viêm màng ngoài tim từng được liên kết với hai loại vaccine Pfizer và Moderna, đặc biệt là ở nhóm nam thanh thiếu niên. Theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, rủi ro này sẽ cao hơn nhiều sau khi mắc COVID-19. CDC Mỹ từng cho biết chứng viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine mRNA là hiếm gặp và thường nhẹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.